Cặp đôi mải chơi điện tử, quên luôn giờ cử hành hôn lễ. Ngày 20 tháng 9, tại một khách sạn ở Trung Quốc diễn ra một đám cưới vô cùng kỳ lạ khi chú rể cô dâu và bố của cô dâu đồng loạt đến muộn khiến cho khách hứa phải chờ dài cổ hơn một tiếng đồng hồ. Được biết, chú rể 26 tuổi có một em trai, còn cô dâu 24 tuổi là con gái độc nhất trong nhà và được bố mẹ hết mực nuông chiều. Cặp đôi từng quen biết từ khi còn nhỏ nhưng không nói chuyện với nhau. Mãi tới khi được gia đình hai bên giới thiệu thì họ mới tìm hiểu về đối phương. Hai người vốn định kết hôn vào ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, nhưng vì họ dự định mở một nhà hàng lẩu nên phải ưu tiên cho việc trang trí cửa hàng và rời hôn lễ đến ngày 20 tháng 9 mới tổ chức. Buổi sáng ngày cửa hành hôn lễ, cặp đôi hoàn thành các thủ tục truyền thống vào lúc 8 giờ 40 phút và theo dự định đến 11 giờ họ sẽ tổ chức tiệc mừng tại một khách sạn địa phương cô dâu thấy thời gian còn quá sớm nên đã rủ chồng và em chồng chơi vài ván điện tử để giết thời gian. Vì vậy, ba người cùng say sưa ngồi trong quán nét do bố mẹ chú rể làm chủ. Ngày hôm đó, quán tạm ngừng kinh doanh. Ba người cứ mãi dán mắt vào những chiếc màn hình nhấp nháy nên chẳng để ý đến thời gian đã không còn sớm nữa. Cho tới khi họ sực nhớ ra thì đã quá giờ tổ chức tiệc mừng và cuống cuồng chạy đến khách sạn. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn nữa là bố của cô dâu cũng đến muộn. Và thế là Đám cưới vốn dĩ được tổ chức vào lúc 11 giờ đã bị đẩy lùi xuống tận 12 giờ 10 phút mới bắt đầu. Rất nhiều người không chờ đợi nổi nên đã bỏ về, một số người nể mặt gia đình cô dâu chú rể thì ngồi lại chờ đến lúc họ xuất hiện. Tất nhiên, đám cưới này đã nhận được vô số lời chỉ trích của các quan khách cũng như dư luận Trung Quốc.